Wow, cải này nó lớn quá ha em. Thì cái cải bẹ xanh này mình trồng đây là 3 tuần rồi các bạn. Thì các bạn thấy nó lớn nè. Wow, cái cải này nếu các bạn để thì nó lớn nữa đó. Nhưng mà mình thấy nó chật chội quá là thôi mình nhổ vô mình ăn, với nó ăn non vậy nó sẽ ngon hơn. Không biết cái này mình để nó lớn nó thành cải tài sậy làm dưa không ta? Ồ không anh, hôm bữa em trồng rồi thì em để càng lớn thì nó sẽ có bông các bạn. Chào các bạn, buổi chiều hôm nay trời rất là đẹp luôn. Bầu trời trong xanh, rất là nóng. Mặc dù trời vẫn còn ở trong mùa xuân, nhưng mà nhiệt độ nó giống như mùa hè vậy á. Thì hai vợ chồng mình ra đây cũng như mỗi khi. Làm gì em? Xin chào cả nhà. Hai vợ chồng mình hôm nay ra vườn, chủ yếu thì đi hôm nay thu hoạch cải bẹ xanh các bạn. Thì mình trồng được 3 tuần rồi, hôm nay lớn để thu hoạch được rồi đó nha. Và hôm nay mình sẽ đi trồng dưa lưới và dưa mật các bạn. Thì có nhiều bạn yêu cầu. Ở đây có cây cây bí nữa nè. Thì hôm bữa cây bí mình ủ có mình mua thêm một cây mình trồng. Cái này là dưa mật. Ở đó giờ mình chưa trồng dưa mật phải không? Dạ, với lại cải cầu vồng các bạn. Cải cầu vồng thì có nhiều bạn yêu cầu cho nên mình trồng thử ha. Ừ, tại sao là kêu cải cầu vồng? Thì em nghĩ chắc nó có nhiều màu trong một loại cải, nhưng mà nó có nhiều màu, màu xanh nè, màu vàng, màu tím và màu xanh nữa cho nên ta kêu là cải cầu vồng. Tại vì nó giống cái cầu vồng như vậy phải không? Dạ, anh thấy cái này gì không? Cái này lát mình vô mình xào mì ăn vậy? Không phải đâu, cái này là những cái lá cải rồi các bạn. Hồi nãy mình hai vợ chồng mình tỉa xong rồi mình cắt nhỏ. Để một chút mình sẽ tủ lên cái gốc những cái cây cải, rau cải mình trồng đó. Mình sẽ chia sẻ với các bạn luôn. Anh tưởng đâu em đem vô làm xào mì cho anh ăn chứ. Có đâu. Và muốn khoe với các bạn, đây là dâu tây của mình. Thì bây giờ nó bắt đầu có trái rồi nè các bạn. Wow, trái cũng to dữ không? Dạ, thì bây giờ nó đâm những cái ngó rồi nè. Nếu các bạn muốn có nhiều trái thì mình ngắt cái ngó mình bỏ đi. Còn nếu muốn cây con thì giữ cái ngó ha. Đây các bạn, cũng có rất là nhiều trái ha. Thì bây giờ chắc từng nữa là khó rồi đó. Dạ, thì bây giờ mình vô trong để thu hoạch cải xanh trước. Cải xanh trước phải không? Dạ. Ok, đi đây. Wow, vô đây nó nóng dữ luôn, nó ẩm nữa. Dạ, cho đổ mồ hôi cho nó khỏe các bạn. Wow, vậy cái mình cài thu hoạch cái chỗ này chứ gì phải không? Thu hoạch cải xanh này nè. Wow, quá lớn luôn. Giờ mình trồng cái cải cầu vồng ở trong đây luôn. Mình trồng mép bên đây ha anh ha. Tại vì cái đất này anh xử lý hôm nay em thấy cũng lâu rồi thì mình trồng được rồi ha. Đúng rồi các bạn, thì ở chỗ này mình đã xử lý rồi. Còn chỗ này mình nhổ lên là mình xử lý rồi mình mới một trồng chút xuống ha. Dạ, mình xử lý xong rồi mình trồng xuống luôn. Wow, cải này nó lớn quá ha em. Thì cái cải bẹ xanh này mình trồng đây là 3 tuần rồi các bạn. Thì các bạn thấy nó lớn nè. Wow, cái cải này nếu các bạn để thì nó lớn nữa đó. Nhưng mà mình thấy nó chật chội quá là thôi mình nhổ vô mình ăn, với nó ăn non vậy nó sẽ ngon hơn. Không biết cái này mình để nó lớn nó thành cải tài sậy làm dưa không ta? Không anh, hôm bữa em trồng rồi thì em để càng lớn thì nó sẽ có bông các bạn. Mà đặc biệt cái loại này giống như loại dạng cải xanh chứ không phải cải tài sậy ha. Thì càng lớn chút xíu nữa thì nó có bông. Mà năm nay mình trồng trong nhà kính thì nó tốt quá cho nên nó chưa có bông đó. Chứ năm ngoái mình trồng nhỏ hơn nó có bông rồi. Cái này mình nhổ lên ha, mình cắt. Thì em cắt ngang một chút thì anh xử lý đất thì anh nhổ gốc nha. Cho okay. Nó sạch. Nè các bạn thì nè, bây giờ thì mình cắt ngang luôn. Đó, đã hồ nó non chèo, hoặc cái này thì các bạn có thể ăn sống cũng được hay là nấu canh tôm. Wow. Nấu canh sườn bỏ xíu gừng ăn, bà cháy lắm. Bữa nay cái màu nó khác ha. Cái màu nó hình như là hơi xanh hơn một hơi chút. Hơi xanh hơn. Có nhiều bạn nói hồ thiếu nắng nhưng mà ở đây thì nó rất là nhiều nắng các bạn. Mình nghĩ không biết chắc nữa. Nó non quá, có nhiều bạn thì nó còn non, nó còn xanh như vậy. Nhưng mà bây giờ thì nó đã chuyển cái màu rồi, chuyển màu khác rồi, chuyển hơi màu xanh rồi, bữa nó màu vàng vậy nè các bạn. Mình không biết nữa. Thì cái cải này thì bữa là vợ đậu nó gieo xong rồi nó cho mình thì mình về mình trồng 3 tầng có ăn sướng chưa các bạn. Cái này thì ăn sống mà nấu canh ăn cũng ngon đó em. Đúng wow, rồi cái con ấy quá trời. Thì anh phải bắt trước khi nồi con tiêu nè các bạn. Chút chắc không xả, mình phải bắt xong rồi phải xử lý sắc sơ sơ rồi mình mới trồng lại được. Cái mấy cái con này là ở nhà thằng Đậu nó lợi á. Đúng rồi đó. Để mình phải mình ăn cải xong rồi đó các bạn, mình sẽ đóng gói những cái con tiêu này á, mình gửi lại cho nó cả vốn lẫn lời luôn. Mà không biết làm sao mình bắt cho nó hết đây, không biết nữa. Mình bắt hết mình trả nó liền á. Dạ, mình trả nó bữa hổm là nó cho mình nó vốn vông, bây giờ mình trả lời cho nó luôn là nhiều con tiêu nữa, chứ mà cải thì mình ăn hết nha. Wow, ngon quá ha. Cải ngon không? Cải này mà anh nghĩ mình nấu thịt bằm á. Tôm. Tôm hay gì đó. Dạ. Hình như gừng ở trong nữa. Bỏ xíu gừng. Bỏ chút xíu gừng ăn nó ngọt lắm á. Nó nồng nồng. Hay là mình để thì bữa nào mình đem ra ngoài sân mình nấu canh này với lại thịt bằm. Cái mình ăn với cá kho hay gì đó ha. Rồi mình đem ra vườn mình nấu mình ăn luôn ha. Ăn cái này chan vô cũng ngon luôn. Dạ, ăn cái nói chung riêng là món dân dã đó các bạn. Ăn với tôm riêng hay là tôm riêng với mắm ba rọi gì đó.
Coi nè. Đã không? Đó đi. Hoa trời không? Thôi đổ mồ hôi rồi nè anh ơi. Đúng luôn. Ừ. Cái này anh nghĩ mình trồng nó thưa thưa ra chắc nó lớn lắm không? Dạ. Cao lên luôn á. Cao lên luôn á. Không mà anh à, không kề bữa mình trồng ngoài sân nó không có bự dữ. Nhưng mà mình trồng nhà kính em nghĩ chắc đủ hơn cái độ ẩm á. Ừ. Các bạn. Cái gì ở trong nhà kính thì nó vẫn tốt hơn ở ngoài ha. Dạ. Nhưng mà có nhiều loại là trồng nhà kính không được nha. Có nhiều bạn nói là măng tây thì không nên trồng trong nhà kính nha các bạn. Tại vì nó ẩm á thì nó sẽ bị úng à. Đúng rồi các bạn. Đó. Nhưng mấy cái cải mà ở bên Việt Nam mình trồng tốt các bạn á, qua đây thì trồng nó không được tốt nếu mình trồng ở ngoài. Tại vì ở Canada này cái thời tiết nó vẫn còn rất là lạnh so với Việt Nam. Wow, cắt cái chỗ này nó trống nó dễ đi hơn chút. Wow, hôm nay nó chật quá, khó đi muốn chết luôn. Trời ơi, coi một hào rau luôn nè. Wow, để anh quay xa ra cho mọi người xem. Nè các bạn. Nè các bạn. Cái vườn mình thì mỗi cái gì cũng có hết. Nhưng mà không nhiều. Ừ. Tiêu cũng có, rồi con bà chằn cũng có, ốc sen cũng có. Đủ thứ. Ý, anh nói mấy cái con đó em tưởng anh nói rau chứ. Ừ, rau nữa. Mấy cái con đó thì mình không có, nó muốn nó ở nó đây. Nhưng mà có nhiều bạn hỏi á, ốc sen hay là con sen, con tiêu đồ á, mình không muốn giết nó. Nó cũng như là mình không dùng thuốc á, rồi vậy đuổi nó bằng cách nào? Hay là mình sao nó làm cho nó sợ cái giường mình hay sao nó đi á, thì anh không có cách nào hết. Em có cách nào không? Bắt nó. Thì bắt nó đi thả chỗ khác chứ giờ sao vậy chứ nó mà. Dễ gì nó đi. Mà tại vì nếu các bạn có dùng thuốc thì nó chết. Ừ. Chết khi nào nó bỏ đi lắm. Anh nghĩ không có cách nào đâu. Ngoại trừ mình đừng có trồng cái gì hết cái đâu, 1 2 năm hay gì đó. Cũng có nữa anh à. Tại vì nó trong đất. Wow. Xong rồi thì tại cái này mấy con đó là nó ở dưới đất nó thích hợp, nếu nó có rồi mình khó nó, mà nếu mà mình không có dùng cái thuốc hay gì mà tiêu diệt nó thì nó sẽ ở đó sinh sôi nảy nở nhiều lắm. À, xong rồi các bạn thì cái đất này thì để ông xã mình xử lý xong mình sẽ trồng sau ha. Thì còn bây giờ thì mình sẽ qua đây mình trồng cái cải cầu vồng trước. Trồng ở đây luôn ha. Trồng đây luôn. Thì các bạn thấy nè, có bao nhiêu cải đó, bữa mình trồng mấy cây à, bây giờ nó nguyên một thao nè. Quá trời lời không? Thế nè. Bữa nào mình nấu canh không? Bữa nào mình nấu canh. Nấu canh húp này coi cho em ngã nó gãy. Ok. Mồng tơi hết. Nóng quá. Thì bây giờ mình sẽ trồng cải cầu vồng bên đây các bạn. Ừ. Thì chỗ này trồng cầu vồng thôi hả? Cầu vồng thôi. Thì cái này hôm bữa là ông xã mình trộn vôi vô rồi nè, xử lý rồi thì hôm bữa mình có trộn thêm một chút xíu phân mới, phân nấm đó. Làm cho nó bớt đi cái vôi với lại cho nó giống như nó tốt quá các bạn. Cái chỗ này là lần đầu tiên mình thử nghiệm vôi ở đây ha các bạn. Thì dạ. Em xem coi nó tốt như thế nào. À, thì vôi nó cũng làm đất nó tốt, nó tăng cái độ pH các bạn. pH. Thì nếu mà cái bạn đất của bạn mà nó đã cái pH nó cao rồi thì mình đổ lên nữa thì nó cao nữa thì mình không cũng như là không tốt cho đất. Không phải là không tốt cho đất mà nó cái loại rau á thì nó trồng thường thường á là khoảng 7, 6 rưỡi đến 7 hay 8 thì thôi. Nếu mà cao quá thì nó sẽ không tốt cho rau. Như đất phèn đó, nghe mình nghe người ta nói đất phèn đó thì bỏ vô xuống mà xử lý đất cho nó tốt. Lỗ nay đã đục lỗ đẹp đẹp ha. Đục sẵn vậy cho nó ngay. Đó. Ừ. Thì cái cải này mình mua dĩ này mà nó nhỏ xíu rồi các bạn. Qua trời rễ không? Đây nè. Thiết ra từ cây hả? Dạ, tại vì nó bự lắm anh à. Mà cái cải này nếu mà các bạn nào ở vùng lạnh đó, thì các bạn nên trồng cải này. Tại vì nó rất chịu lạnh rất là giỏi với lại nó có thể sống qua mùa đông luôn các bạn. Cái này mà sao mình không trồng ở ngoài? Hả? Thì em thử nghiệm mà. Chỗ ngoài anh đâu có còn chỗ nào trống. Không còn chỗ. Nói chung bên ngoài ông xã mình nhét hết nổi mà giờ. Cái vườn của mình nó nói, thôi để cho tao thở chứ tụi bay ơi. Cái này thì nó lên hoài, nghe các bạn nói thì nó lên hoài, mùa đông nó vẫn lên. Cho nên mình trồng ở trong nhà kính này, mặc dù mùa đông ở đây nó ở trong nhà kính thì nó không có tiết. Nhưng mà nó vẫn đất á, nó vẫn cứng các bạn. Tại nó đông đá đó. Nó đông đá lại.
Tại cái nhà kính này nó không phải là để làm ấm không? Dạ, cho nên là vẫn không có những cái rau cải nào mà mình thu hoạch được. Ở trong đây là mùa đông là nó chết hết. Hồi năm rồi mình hai vợ chồng mình thử nghiệm trồng ở trong đây cái cải nồi á, nhưng mà nó không có trái, nó không có bắp. Đúng rồi, nó sống các bạn nhưng mà nó không có xây bắp được. Lạnh quá. Lạnh quá. Cho nên mình không có trồng nữa coi, nhưng mà năm nay mình sẽ thử nghiệm cái này. Dạ, em cái này trồng thử coi. Cầu vồng, này cải cầu vồng. Nhưng mà anh nghĩ cái này là cũng như là spinach ha không? Dạ, em nghĩ giống cũng một giống nhưng mà nó hơi khác một chút anh à. Giống như cái chứ không phải loại kia. Mồng tơi tây vậy đó. Dạ, nhưng mà nó có nhiều màu ha. Cái này không biết có cũ không ha? Chắc không quá. Mà cái này mà chợ em thấy nó bán là những cái lá nó bự 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 vậy chứ không phải giống như là mồng tơi tây, bự lắm. Cái này luộc anh hả? Luộc sao? Cũng được. Vậy các bạn thì cũng sắp xong rồi. Chắc còn dư hả em? Dư cây đó, không biết chỗ đâu nhét không? Đây các bạn, trồng ngay ngắn vậy nhìn mới đẹp à. Tại vì cái cây này thì nói chung nó cũng hơi ốm yếu, nhưng mà mình trồng thưa thì nó cũng dễ trồng các bạn. Với lại mình nghe nói mốt nó bự lắm, cho nên mình cũng trồng thưa thưa cho mốt cây nó bự. Anh thấy cái voi này, chỗ này mình xử lý đất, sao đất nó nhuyễn đẹp quá ha. Dạ, hình như là nó tơi xốp ra không, với lại bữa em phải sao ta? Em bỏ phân nấm vô á, xong rồi em bóp cho nó tơi ra đó nè, không phải tự nhiên. Chứ không phải voi nó làm tơi ra hả? Không, mà em làm tơi đó. Tưởng là voi nó thần kỳ như vậy. Chứ. Ai nhà cũng phải dần cần sức người. Nhân công. Đây các bạn thì bữa nay trời, hôm qua cũng nóng mà bữa nay cũng nóng, 28 độ luôn. Thì mùa xuân này, tháng 5, giữa tháng 5 này mà 28 độ là cũng như là lâu, thiệt lâu mới thấy một lần, mới có một lần. Nhưng mà bữa nay thì 28 độ rất là nóng. Mặc dù ở bên miền đông của Canada thì vẫn còn tiếc. Dạ, xong rồi. Rồi, còn dư đó mình trồng đâu? Còn dư mấy cây, để anh tự xử đi. Xong rồi các bạn thì ông xã mình sẽ tưới lại thôi. Cái cây này hơi bị yếu yếu hả? Vậy mình thay cái nào mạnh đi. Nhiều sự lựa chọn ha. Hay là mình trồng cái màu khác vô. Thôi, bây giờ mình không có lựa màu ha. Không, em trồng đại á. Nhưng mà nói chung nó có hai màu thôi. Màu vàng với lại màu đỏ. Chúc anh tưới nha, nó hơi bị héo rồi. Lát nữa anh tưới phân cá vô đây. Ok. Coi nè các bạn, cải ngọt hôm bữa mình gieo đó. Hôm nay nó lớn rồi. Và mình đã nhổ đi hết phân nữa rồi để mình ra cái chậu, mai mốt mình kiếm chỗ khác mình trồng. Mai mốt em mà rải, em nhổ phân nửa rồi không, rồi bữa má nhổ cũng phân nửa. Mai mốt em làm theo chừng 1/16 cái đó em rải là được rồi. Nói chung là mình buông bậy sao mình rải hết. Lần đầu tiên gieo nó kinh dị vậy luôn. Rồi xong chưa? Xong rồi, đi ra. Mình ở đây mình chào mọi người luôn hay là đi ra? Không, mình còn đi ra trồng cái kia nữa anh ạ. Dạ, nhớ không? Wow, ở đây nực quá không? Các bạn thấy là mồ hôi nhễ nhại rơi. Mình trồng xong ở trong nhà kính này nó rất là nóng. Dạ. Và trong đây thì hôm nay trời nóng, ôi bức nữa, coi mồ hôi nó đổ nè. Quá trời, đi ra không vừa cái cửa luôn. Cái đó mà mình trồng cái gì mà thu hoạch nhiều nhiều một chút nữa chắc phải... Phải mướn xe quá, chở quá. Phải làm cái cửa bự lên chút nữa. Wow, trời tươi luôn các bạn. Cái này mình ăn bánh xèo vẫn còn được ha. Rồi, bây giờ kế tiếp. Thì bây giờ thì mình đi trồng dưa lưới với lại dưa mật. Và mình sẽ tủ cái gốc những cái cây mình trồng cho các bạn xem luôn. Rồi, bây giờ mình trồng cái gì trước đây? Dạ, thì cái chậu này hôm bữa mình chuẩn bị để dành để trồng dưa lưới đó các bạn. Mình tính mua hai chậu, hai cây mình trồng thôi. Mà bữa mình đi thấy nó yếu ớt quá, mình mua luôn 4 cây, hai cây này, hai cây kia. Wow, mình trồng 4 cây vô trong một cái chậu như vậy luôn hả? Chậu bự mà, tại vì mình cho nó bò lên đó, thì cái phía dưới thì chắc không cần, nhưng mà cái chậu cũng bự, nhiều phân. Nó có chỗ nó sinh hoạt không vậy ông ta? Thì mình bỏ cái bone meal vô cho nó khỏe mạnh, cho nó bò lên ha các bạn. Nó chật chội quá, nó đánh lộn á. Thì nói chung ở trên nó chật, nhưng phía dưới thì 4 cái dây 4 gốc thì chắc không đến đổi đúng không? Với lại năm nay mình thử nghiệm mình trồng thôi. Cái này là dưa lưới, thì bữa mua nhỏ xíu à. Thì mình để trong đây chắc cũng hơn tầng thì nó cũng hơi phát triển, tại để trong nhà kính ấm đó các bạn.
thử nghiệm trồng mà nó có trái là Mỹ. Đúng rồi, mình coi trên cái mấy cái video đó mà các bạn trồng dưa lưới mà nhất ở Việt Nam nha, chỉ cho nó bò bằng cái sợi dây thôi. Mà trong trồng trong cái thùng mút á anh. Ừ. Trái quá trời luôn, thấy ham luôn. Ừ, nói ra thì mình chưa trồng, nhưng kỳ rồi mình trồng rồi nhưng mà nó bị chết. Dạ, nó èo ụt quá, không biết tại sao mà nó khó lớn dữ gì không hiểu nổi luôn. Cho nên năm nay mình dứt quyết mình trồng thử coi. Đó, nè. Dưa lưới thì nó tốt một chút. Mình trồng dưa lưới và dưa mật kế bên này nó có lai không ta? À, thì hai cái này lai với nhau càng ngon nữa. Nhưng mà đừng có giống như ổ qua lai đắng ngắt là không thích rồi. Ừ. Chị nó lai này nó kêu là dưa gì? À, dưa mật, dưa lưới lai. Còn cái này là dưa mật mà hôm nay đi là các bạn biết không, nó bán mà sao mà nhỏ xíu xíu, xíu vậy nè. Cho nên là thôi kệ mua luôn chứ mình để tới chờ mà cái cây mình vừa ý thì nó không có đâu các bạn, sắp hết mùa. Nó nhìn xấu quá ha. Xấu mà ốm nữa. Hy vọng nó sống. Dạ hy vọng là nó sống. Sống một cây cũng được. Ốm quá. Thì trồng 4 cây mà nó sao nó sống được 2 cây được rồi. Chắc không đến đổi đâu anh à. Thấy nó tại lúc này ấm rồi thì em nghĩ ra nó cũng ok. Xong đầu rồi. Mấy cái con gì đó. Ở trên đây chắc không đâu, hôm nay em xử lý kỹ lắm mà. Ừ. Mặc dù hai vợ chồng mình cứ kiếm nó mà bắt nó hoài nhưng mà nó vẫn cứ ở đâu nó chui ra hoài. À, thì xong rồi các bạn, cái đó thì mình đã xong trồng 4 cái cây rồi ha. Ừ. Chỉ có cái chỗ mà mình xử lý trôi là không thấy nó nữa thôi. Dạ. Rồi các bạn thì cái những cái lá này hồi sáng hai vợ chồng mình cắt nè. Đó. Thì bây giờ mình cắt nhuyễn ra, mình tủ cái phía dưới của cái gốc cây. Ừ. Anh biết tại sao em tủ không? À, cho nó ấm như vậy phải không? À, cũng không hẳn là cho nó ấm. Thứ nhất là mình muốn làm như thế này là mình bớt đi cái nắng đó các bạn. Thì nó giữ được cái độ ẩm của cái chậu của mình hơn. Là tại vì khi các bạn không có tủ thì cái nắng nó làm khô. Phía trên này rất là mau khô. Thành ra cái gốc cây á, mà tại lúc này nó chưa có phát triển, nó nằm phía trên không à. Cho nên không có nước. Mà các bạn tưới hoài thì nó bị chảy nước phía dưới thì nó ra những cái chất bổ hết trơn à. Ừ. Cho nên khi mà các bạn trồng vô nhà nè, cái cây nó mới xuống á, nó chỉ nằm ở trên mặt à. Mà để ở ngoài trời nắng này, lúc này nó rất là nóng á, cho nên nó khô rất là mau. Cái cây nó sẽ không phát triển hay nó có thể bị chết nữa. Dạ. Cho nên các bạn cứ ủ nó lại như thế này, đặng giữ cái nước. Nó có cái che lại một phần, nó không có bốc hơi. Với lại nó làm phân luôn sau này. Dạ thì khi mà nó mục á thì nó làm phân hữu cơ luôn. Thì lúc đó thì cái phân hữu cơ nó phía trên đó các bạn thì nó cũng giữ được độ ẩm và cái tốt cho cây luôn. Ừ. Thì ở đây thì mình chỉ có cái này thôi. Các bạn ở bên Việt Nam hay gì thì rơm là đủ có nhiều cỏ cũng được. Cỏ cũng được, nhưng mình cắt cỏ mình bỏ lên. Nhưng mà ở đây mình sợ cắt cỏ bỏ lên như vậy á thì sợ cái bông cỏ dại nó lên, cho nên mình cũng không dám bỏ cỏ. Nhưng nếu mà cỏ của bạn mà nó sập ra gì, nó không có cỏ dại thì bỏ lên không sao. Hay là các bạn phơi nó một chút xíu cho nó héo hết rồi bỏ lên cũng không sao. Nhưng mà cái này á mình nó tươi, nhưng mà khi mà hai nắng hai ba ngày nó héo hết rồi. Chút dạ, nắng cho một ngày rồi chút là nó héo queo rồi chứ bạn. Nhưng mà cái cốt yếu là nó giữ ẩm và đỡ tốn nước nữa các bạn. Ừ. Khi mình tưới đó nó giữ được cái nước ở phía trên của cái mặt á, thì nó cái gốc cây nó ẩm ẩm hoài thì nó mau lớn lắm. Thì cái chỗ mình trồng su su dưới bầu á thì mình cắt mình bỏ xuống dưới. Bỏ lên trên cứ hả có cái mình cứ thải lên trên nó thành phân. Ồ, cái cây dưa này là dưa này nè. Hôm bữa mình mua mình trồng mà sao thấy nó khó, nó không có lớn lắm các bạn. Ừ. Cho nên bữa mình đi mình gặp thì mình mua được thêm cây nữa. Em nhét vô đây luôn nha. Ừ. Sẵn rồi nhét vô luôn các bạn. Anh nghĩ đó. Hả? Mấy cái lá kia nó chết anh cắt nó rồi, nhưng mà cái đọt nó vẫn còn sống là nó mọc lên rồi cả. Thấy không? Dạ thì em nghĩ nó không chết đâu, nhưng mà thì thôi nếu mà giờ không lẽ mình mua rồi không lẽ mình bỏ đúng không? Ừ. Thôi mình nhét vô đây luôn. Cái đó là bầu các bạn, mà mình kêu bí, cái này là nó kêu là đông quả. À, bầu mà loại cái bầu mà trái rất là lớn luôn đó nha. Cái này loại tròn. Dạ. Ừ. Ok. Có dài cũng có nữa. Nè, loại này tròn mà nó bự lắm, mình ta cắt khoanh ta bán đó. Rồi xong, mình tủ này luôn ha. Ừ, cái này xong là lát cái mình tưới, mình đã quậy phân cá rồi mình tưới lên. Dạ thì hôm nay ông xã mình không có tưới, nay chắc anh tưới sơ sơ cái phân cá cho nó tốt. Bữa nào mình có tưới đó, mình trước khi mình tưới mình sẽ chia sẻ các bạn mình cách mình tưới qua phân cá làm sao. Đấy, các bạn thì trời bây giờ nó chiều tà rồi, nó nắng đó, không còn nóng nữa.
nhưng mà vẫn còn nắng chói chang. Nó nằm ở mé dưới rồi cho nên nó đi ngang như vậy đó, cho nên nó cũng phức vô mấy cái cây hàng rào đâu á. Nó dịu rồi. Nó dịu rồi, không có nắng nóng nữa. Ok. Cho nên các bạn khi mà rau cải đó, các bạn tỉa nó cứ cắt nhỏ nhỏ như thải nó lên. Ha, cỏ gì á. Cái này các bạn cứ cắt chỗ nào cứ phơi héo héo rồi để lên thì càng tốt. Dạ thì cái này mình mới cắt hồi sáng nè, thì nó cũng còn tươi, nhưng mà không sao, em để vậy chút cái nó héo xuống rồi nè. Thì anh nói cái chỗ này mình ở chỗ này nó nắng rất là nhiều trên mặt nữa, cho nên mình cứ thải lên vậy là nó sẽ héo hết rồi. Rồi cái sau này nó thành phân luôn. Dạ, và xong rồi các bạn, mà mình đi trồng mấy cái cải kia mình để trong mát đó, mà các bạn thấy bây giờ nó bắt đầu nó hơi héo héo rồi. Là tại thứ nhất là trời rất là nóng, thứ hai nữa là cái cải mình rất là non, mà trong nhà kính á chưa quen với nắng là để là bắt đầu thấy nó hơi ịu ịu xuống rồi ha. Nhưng mà giờ mình bỏ tủ lạnh thì nó sẽ tươi lại ha, chịu ăn rất là lâu luôn nếu mà chỗ để. Thôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp ha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye các bạn. Thì cái cải xanh này nếu mà rất là dễ trồng, các bạn có thể mua cái hạt giống ở trên Amazon đó. Về thì mình cứ rải trong cái chậu gì đó. Rải xuống. Nhổ mình ăn. Còn nếu mình thích bự thì mình cứ nhổ ra mình trồng riêng bự giống như mình như này nè các bạn, là nó được bự như vậy. Đúng rồi các bạn. Rất là dễ trồng, chăm sóc vậy thôi, trên lưới nước thôi. Ba tuần có cải ăn. Rất là dễ trồng. Mà cái này ở đó mình mua là mình mua cải tàu sậy nè, mà nhưng nó mình mua cái hộp về nó thành đúng cải rồi. Xanh. Mình mua một bịch nhiều lắm, xong rồi mình cho má một mớ cho vợ chồng đậu mớ thì nó rải nó cho là cái cây con cho mình nè. Thôi, tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye.